Rồi, xin chào nhá, nắng đẹp rồi. Bây giờ tôi sẽ đi tìm cái chỗ nào đó để bay flycam và mời các bạn là ngắm thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông từ trên cao trước nhá. Chứ cứ đi vòng vòng trong phố nhiều khi các bạn ngán, và sau khi là bay flycam xong thì chúng ta sẽ đi đường bộ lượn hết khắp một số cái phố chính của Đắk Nông, của Gia Nghĩa. Rồi, chúng ta đi nhá.
thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông. Tối hôm qua tôi ngủ ở khách sạn Hòa Yến các bạn ạ. Khách sạn cũng được, nhà này là buôn bán đồ gỗ nữa, bán đồ gỗ mỹ nghệ rồi đồ gỗ thờ cúng rất là nhiều. Đây bây giờ phải vòng lại. Đường này lát nữa chúng ta đi Đắk Lắk đi thẳng đường này luôn. Còn bây giờ ta vào quay lại trung tâm thành phố thì chúng ta sẽ quay lại. Đấy, buổi sáng nắng đẹp. Bây giờ còn sớm quá. Đây có quán cà phê lớn quá, lát nữa uống cà phê đây. Nói chung là Gia Nghĩa còn có thể phát triển, đất còn rộng, dân các nơi kéo về đông lắm các bạn ạ. Từ ngoài Bắc cho đến miền Trung. Hiện nay thì chỉ có các tòa nhà của cơ quan nhà nước thì lớn thôi, chứ còn dân cũng chưa phát triển lắm. Bên tay phải có một cái hồ rất đẹp, phải xem tí nữa phải quay cái hồ này cho các bạn xem nhé. Đấy, bên trên thì là cầu nhưng mà chúng ta đi bên dưới thôi. Chà, nắng quá. Rất đẹp. Sáng nắng đẹp. GoPro quay mà trời như này thì rất đẹp các bạn ạ, phải quay trời nắng thì ánh sáng mới đẹp. Theo tôi biết thì là người ta gọi cây này là cây hoàng hậu. Hoa vàng rủ rủ xuống, rất đẹp. Bình Phước bây giờ cũng phát triển rồi. Bên trái chúng ta là Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông. Rồi có lẽ tới đây thôi, ta quay lại các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy ủy ban to không? Ok. Đây là khu vực bảo vệ, có đồng chí công an đang đứng. Bây giờ ta đi vào chợ Gia Nghĩa nhá. Phải là vào chợ các bạn ạ. Ở đâu nhỉ? Chưa rồi, đi quá rồi. Thôi được, cứ rẽ phải. Ok. Dốc thế này đấy. Hay chứ. Nếu mà đi xe đạp thì chết. Tương đối dốc đấy. Đấy, con đường này hình như là đúng con đường lên chợ đây. Tại
vì cũng đi rồi nhưng mà lâu lắm rồi không nhớ. Đúng rồi, hình như là thành phố Gia Nghĩa này chỉ có sầm uất nhất là cái khu này thôi, chứ còn toàn đồi núi thôi. Ok, chợ Gia Nghĩa đúng rồi. Là mái nhọn, có vẻ là nhà rông, biểu tượng của nhà rông. Quanh co dốc dài phố nhỏ. Quay lại thôi. Xe tải, xe con đi được. Đấy, các bạn ngắm chợ Gia Nghĩa nha. Nhưng mà sao đóng cửa hay sao ấy? Chỉ bán ở bên ngoài thôi. Trung tâm thương mại đóng cửa rồi. À, bên kia nhà lồng ở bên kia nữa cơ. Xem bây giờ đi đường nào nào. Vì cũng không phải thủ công lắm nên là trái đây đi. Đường này là đường Huỳnh Thúc Kháng. Vòng lên trên này xem nào. Còn đường này đường gì? Đường này là đường Trương Định các bạn ạ. Ồ, vẫn là đằng sau chợ à? Ôi, vậy là sai rồi. Đây là vẫn là sau chợ thôi. Đây vẫn là đường Huỳnh Thúc Kháng. Các bạn thấy không? Đường xuống dốc quá trời luôn. Ngay giữa trung tâm này. Đấy, trước mặt ta là cái cầu ta vừa đi qua đấy. Để rồi đi vòng xoay này, rẽ trái vòng xoay này mới đúng. Đây là đường Nguyễn Tri Phương các bạn ạ. Ơi, bên phải có quán bún bò đây này, bún giò, bún bò. Lần trước lên đây ăn này, đã ăn đây rồi. À, đây là đường Tôn Đức Thắng rồi. Điện máy xanh đủ hết. Đây, con đường này là cái khách sạn trước đã từng ở rồi. Xuống này lấy khách sạn dưới này. Đường này tối nhiều quán nhậu lắm nha. Tối nay làm mấy ve nha. Trời ơi, đây có cả Pierre Cardin nè. Đủ hết. Thank you.
Rồi, đã về tới khách sạn rồi. Bây giờ chúng ta phải lên để trả phòng. Và sau đó là sẽ tiếp tục đi hành quân lên Buôn Ma Thuột các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Bye bye.